em lấy máu. Ờ, bỏ đi. Em không có máu nước gì đâu. Cho lấy máu nước đi. Nó hack còn qua đấy chi. Có máu, có máu hoàn thắng. Máu hoàn thắng. Có máu không? Em có 13 băng đít thôi, không có cái gì cả. Thế đi băng đít. Ờ, đây đây. Này. Rồi. Trong người có đúng 7 băng đít thôi đó. Chết mẹ, không đủ để qua qua tháng. Đây đây đây, qua trận thôi. Hả, bạn ca ngồi xe bạn ca. Anh xin mày nữa thôi. À, khổ quá rồi. Xe kìa anh ơi, xe trái, anh nghe không? Trên đường á. Trời dính vậy? Một mình là bắn cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Vai bị nó xếp phun mồm luôn á. Em kêu nó hack mà. Mày kêu nó hack. Ồ, chết luôn rồi hả? Rồi cho nó bay ạc đi. Nó đâu? Bọt rồi. Chờ. Đây nè, thằng này nè. Điêu mé nè. Con nó chạy kìa, con nó chạy kìa. Chờ. Di chuyển như độ mẹ Usain Bolt vậy. Usain Bolt. Trời, có 0.4 à ơi. 0.4 nhưng mà nó hát. Anh thấy thằng 0.4 nào mà nó xấy được vậy? Mày đã nhé lên thục xuống cái tẹt tẹt chết trời. Cái đéo má. Đéo có thằng 0.4 nào mà nó xế được vậy hết á. Rồi á, đi rồi đó. Tôi kéo hết 4 người này đi rồi đó. Cút rồi đó. Tôi có phải ăn đó không? Đó nhưng... mấy nó bật hát này giết ngựa đi ngang lòn mà iPhone 14 ra 25 triệu có 14 lớp nữa. Nhiều đâu điện mà trời 25 triệu là xe đang đi á mà. Đùa hoài chú. Hai chiếc xe em đang đi á. Trời. Điêu đi. Trời. Đi xe 50 rồi. Dù mày nghe. Đi xe 50 đi bây giờ. Làm mấy chiếc xe em đi. Đồ có 25 triệu là 3 chiếc xe em đang đi đó hơn à. Tới đi Cấn Hải thì bao nhiêu mới đủ. Tính ra 25 triệu là bằng 4 chiếc xe của thằng bùm bùm đi. Cái gì? Đúng không? Tao Vario 150 mà. À đâu má ghê trời. Tao đã. Hoài chú. Đi này, Vario rồi cái đi phường được không? Tao không được. Mày cho cái địa chỉ đi. Cái đi ông ấy đủ đâu đây. Video mày đã chạy. Chạy về đây xuống mày bớt. Đâu Vario sao, sao chạy không được. Giờ tao chạy cho nó mạnh. Sao công 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 có bán điện thoại thật không để anh biết anh hỏi tiền nè. Thì anh từ đâu em phải chơi bây giờ nè, em phải xin cho 20 triệu trước. Nhưng mà vấn đề là em có bán hay không thôi. Bây giờ phải xin được 10 triệu mới bán là đúng con 14 chứ. Rồi bây giờ em xin được 10 triệu. Giờ em xin 10 triệu. Ừ, anh, em xin anh, được 10 triệu là chắc chắn em bán. Anh không tay được tiền thì sao? Thì em trả cho hai em chứ sao? Rồi ok. Bây giờ em tay đi. Về xin đi. Rồi nói anh. Gửi hình.
màu màu ra trên quay. Cái cái pin bao nhiêu phần trăm? 98. Pin em không biết đó, mà chín mấy á, nói chung là pin không bị chai. Nói em chung, tại vì nói, em không có chai pin. Là có chai pin. Mới mua đầu năm, pin không thể chai nhanh được. Nói chung là em với là em không có gì chơi game trên điện thoại đó, cái điện thoại không có làm gì hết á, không có làm gì mà để nó chai pin được luôn đó. Ờ nói chung là nếu như mà có be trên nóc này anh ơi. Em không có ba luôn. Bán thì nói anh biết. Có be á? Dạ, ổng cát thì anh tới thôi. Đã. Lại này. Ơ, Lia hả? Lia hả? Mà. Ủa sao máu nghe sọt rồi. Đi rồi. Cô sắp đi rồi. Mày đủ má mày xong rồi. Ngồi nói. Anh Thác, hồi nãy ông bảo ông hỏi em là hỏi gì? Mấy em bị cái gì rồi? Hồi nãy ông bảo ông hỏi em á. Hỏi gì? Là cái gì? Anh out room mà trao tụi trong room nó có nói cái gì không? Em cũng không biết trả lời sao luôn. Chứ nói cái gì đâu anh out thì anh out việc của anh thôi. Chứ ai dám nói gì anh đâu. Cái gì đấy? Ông ý là gì em cứ nói vậy. Tao gì có anh out thì anh out thôi. Có thằng nào dám nói gì anh hết á. Tiếng không? Tiền nó luôn đấy. Thôi như chắc chơi cộng đồng hơi chán rồi. Ông chơi BSG mà. BSG nào thấy thiếu người ra ngoài đồng cộng mà. Có máu không? Máu à? Rồi đi chiến thôi. Cửa kìa. Cun này lên đầu lắm rồi đó. Nó qua lướt một mình mà nó không chịu lên đồi lướt lấy thông tin đi. Mày có cần tao đi trước cho làm vào đường cho mày coi không? Rồi đi trước rồi lại nghe ngứa cái bùi lên. Đeo ba mày. Nói thì hơi mất quan điểm rồi đấy. Mất quan điểm. Lại ngứa bùi lên trời. Không có được gì. Nói gì em hơi xem thường công rồi đấy. Mấy thằng là bố là tụi mày qua đây quỳ hết xuống. Đây ta cùng đây. Trời ơi boss Hào Su. Giờ ngay sau lưng anh quay lại phía sau lưng là thấy em liền. Thôi tin em đấy. Quá thiệt à. Anh cứ yên tâm, anh cứ ngửa ra là có người. Có người. Bé có người xong anh liền. Trời, sao không có chết, không có trái, sao không nào vậy? Thấy một thằng gốc cây nè, cuốn gốc cây nè. À nè, thấy không? Thấy không? Thấy rồi. Nó đứng yên một chừng là nó chết. À đéo, nó đéo đứng rồi. Thôi cốt rồi. Cái hông mà, mày hông cốt đây. Mọi người xin nhớ. Vô nhà đầu tiên rồi. À vô đôi mon rồi, nhầm. Đây. Ủa là vẫn còn đang công nhau kìa. Các cụ ơi để con. Đâu rồi. Yếu rồi, thằng nó một máu. Để. Ừ. Trời ơi, chúng ta khó chịu quá vậy. Tìm ở đâu? Wow. Nhà này đang nốc. Mọi người xin nhớ.
Nhà anh, nhà anh chém đang nốc, nốc ai rồi? Đang vô. Le. Lê hướng cun ơi. Nhà 2 tầng ấy hả? Đúng đúng, nhà 2 tầng xanh. Nốc ở tầng 1. Không thấy. Chào mọi em. Đây, tầng 1 đây, tầng 1 lên cầu thang. Đi không vô trời. Tầng 1 vẫn còn đây. Cứu xong rồi, vừa cứu rồi. Cứu xong rồi. Bên đó em nhìn được nha, em nhìn nhiều. Tầng 2 nè. Hai. Ui. Rồi chống ngang. Rồi. Thấy chưa, em bảo rồi, chỉ cần quay lại phía sau lưng là thấy em mà. Đúng. Ây da, lấy cái góc 8 nhanh tới hưu máu đi trời ông nội. Ông không thèm hưu máu lúc đầu lên ạ, định mạnh. Vừa phải thôi nha. Cover báo vị trí còn. Báo vị trí nhiệt tình thì còn. Trời. Vô ngửa buổi nữa này. Đeo rồi. Trời. Bây giờ ngồi lút đồ mình luôn. Lút mình chứ hỏi. Lút mình em rồi. Tìm vào đâu. Cốc 6 trên đánh ơi. Ít 8 luôn nè. Thôi bạn ơi, cốc ta cốc 4 quen rồi. Đâu cốc 8 đâu, em có thấy đâu. Thấy cốc 6 nữa mà. 8 ở sát dưới. Đâu, cốc 8 này. Đâu. Sao lại có 4 quen mà? Vừa nói cái mặt cốc 4 quen mà. Ít 8 đây nè. 8 sát này có cái nữa nè. Dưới sát dưới kia có cái nữa. Yeah. Cái đạn. Ấy thỉnh gần anh ơi, chấm em. Đầu. Chấm. Thỉnh gần kìa. Đó, chấm. Thấy đâu? Anh không thấy nhưng mà em thấy được, của anh chỉ cần đi theo em thôi. Ôi, có người, bên đường. Chấm. Bắn treo người ta, định mệnh. Ê, tao có axit luôn mày. Ê, tao có axit luôn mày. Ủa? Tao bắn vậy? Cái đeo mà. Này, lúc này không ổn rồi. Má, tao bắn nó yếu luôn mày. Kìa, axit rồi. Đéo. Tao lướt đồ. Con chạy đồ ngu rồi đó. Trời ơi, con chạy mày sao đi trước vậy? Ôi kìa. Ây á. Kẻ. Tao bắn máu hoài vậy? Thấy chưa? Bò vô. Đâu vậy? Trên kia. Em nốc 1 2 rồi kiếm được. Cứu đi anh ơi, chạy sang cứu. Trời, sao em nốc vào gờ vậy? Thì nốc vào gờ này. Bắn nó một viên cà rồi. Đợi tí. Bò lại anh cho con. Không còn. Trời. Còn gì phải bao lại anh. Gà đấy, kêu trên đồ của người rồi mà. Đồ đúng không? Lạnh em á. Rồi. Này. Rồi bắt nó. Gần này. Còn đằng nữa. Ua, bật cái sắt nhà. Nó đâu? Sắt nhà. Dữ luôn. Trời ơi, nó ngồi rào lần nè. Ủa, nó xảy ra đấy mà anh đi, em không biết được. Nó bắn em vào sát nhà mà. Ừ nè, nó ở chấm 1 mà, em kêu sát nhà là bắn thêm chết rồi. Ừ, thì đây nè, nó ở đây. Nó bắn em ở đây nè, thế nó nhảy ra đấy á. Trời ơi. Trời ơi, cuối cùng rồi. Ba, đâu, cái thế à? Cái đã 4 lần rồi đó. Thôi, cái gì, rẻ à? Nhé chết mày luôn. Trời, làm gì? Anh nhớ thấy em nhé không? Nhá gì vậy? Nó tạp cái thí đồng đội không à? Thịt tế. Ây á. Em trầm cảm luôn đấy. Thí đồng đội không? Nhanh quá hơn rồi. Em không phải là người thí nữa nha. Đúng.
Mày thằng bùm bùm thí. Đéo mà. Mày tao ngửa bùi tao thí đéo gì. Đi ăn thịt đi. Rồi rồi con boss kia. Trời. Ai bắn đi. Lên 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 lên. Đây 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 đây. Đúng rồi, chỉ cá sâu luôn luôn đó. Lẹ 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 lẹ. Trời, em nói cái gì vậy? Anh cũng thương em mà. Đây anh ra lấy xe đi này. Lấy xe đi anh ơi. Trời ơi. Để em đi ăn thính. Vẫn nhớ nó ở đâu nha. Đeo ma chơi game mã lừa lái xe. Ủa có người bắn ra trên đồi. Ngờ gà thắng. Trên đồi này này. Đâu. Đồi kìa. Ê em là bắn em luôn. À. Nhà đâu lên mon. Có anh ơi. Nhà có. Rồi rồi tới luôn em ơi. Tới luôn em. Nhà ơi. Đây 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 nhà này cơ. Sau lưng. Sau lưng kìa. Bắn sau lưng trước đi. Bắn sau lưng đi kia. Đâu rồi? Trên đồi cơ. Xe này, xe này, xe tới rồi, xe tới nè. Xe tới này, xe tới này, ngầu nấp này. Mày chết rồi. Ủa có mất thằng thôi hả? Gì vậy? Đi 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 đi. Trời chú. Đi 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 đi. Trời cái lồng má. Trời trời coi coi. Có vậy thôi mà. Chấm em có nha. Doraemon đó. Đâu, nhà hai tầng Doraemon. Lên luôn, lên luôn, lên luôn, lên luôn, lên luôn, lên luôn. Nghe này. Mặc đồ. Mặc đồ tép ra này. Thiệt tình. Mày chết, Doraemon. Trên đồi có, Doraemon có. Ủa, thính đồ xe. Trời. Đồi có kìa. Đèo ma, tay súng tay sấy không được, tay chơi súng ta rồi. Ta bị thương rồi. Thiếu một à. Con có không vậy? Chưa thấy gì cả, chưa thấy gì cả. Trời ơi. Thấy trên đồi đâu. Con liều quá vậy. Ba thằng trên đồi này, bốn thằng trên đồi luôn, đủ bốn. Không ai dép vậy. Sao dép rồi. Đủ 4 thằng nhá, chấm em này. Mà nó đi. Không, em đang đợi nó lốc một thằng đợi em lốc. Xong rồi đá lại. 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1. Ây da. Ây da. Ây da nó đi kìa, nó đi rồi. Nó ra sau ấy, không phải đi đâu. Nó ở chấm em này. Vô Doraemon em coi thử nó có máu không. Ủa cái thính ở đây đâu người ta. Ủa nó đi 4 thằng luôn hả? Giữa được không? Giữa được không em? Ờ em thấy rồi em về. Anh lút chưa? Anh lút chưa? Chưa mà thấy nó chắc nhặt rồi, bắt đầu rồi mà. À thế à? Nó đi rồi. Nó đi rồi, em bảo nó đi rồi mà. Lấy cái gì cơ? Cái anh này không ơi. Cầm canh, cầm canh, cầm canh. Đây có xe mà. Đó, đi 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 đi. Ờ đi đi đi. Ờ chạy em đi, chạy em đi, chạy em đi. Cù mê, đeo mê giáp bê luôn. Đây đây đây. Anh em ơi. Chục kêu. Anh đi ô tô đi anh ơi. À thôi đi rồi, đi thôi. Ủa đi ô tô luôn hả? À chạy bốn anh có này, chạy bốn anh có này. Để nóc một thằng, nóc hàng để lên nè. Nóc một thằng này, tép này. Bơm này đi.
thằng tác rồi. Còn nữa đấy. Trên nhà anh. Trên nhà hả? Ờ, cầu thang. What? Cầu thang hay sao á? Trời ơi, xong rồi kìa, xong rồi kìa. Đi 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 đi. Có 4 rồi. Xe đâu? Xe này anh. Phơm hả? Hay sao? Phơm. Đi, xe 4 đi. Để con thằng nữa đâu? Ai biết. Bắn cái gì hả chú? Em bắn lốp xe. Ôi trời ơi. Biết đâu nó còn thằng trong đấy sao? Chết đồ anh thắng rồi. Đây chấm này, đúng chấm này, hai thằng. Ui, tí thì rùa. Ok á. Ủa. Đi. Nó một mà. Nó một chém anh hả? Gì đó. Đi ô mê. Nó một anh hả? Ok. Thằng mặt chấm 2 kìa, chấm 2. Lên xe đi rồi. Thôi. Một nữa rồi. Ôm luôn rồi kìa. Đi. Xong rồi. Nóc cả. Mặc nữa thôi. Nghĩa em sắp thở không ra rồi Nghĩa. Lấy xe chạy đi. Em đang chạy sắp vật lộn đấy. Góc em ship nè, là đây hưu rồi đi. Chở em. Em đang chở, chở đi. Anh đang không chịu được bò nữa đâu. Đấy là góc chạy ship nè. Trời ơi. Có đứng đó đi. Anh bắn hưu, anh đang quay lại. Ở Hà Su. Trời. Hà Su rước đi, Hà Su ơi. Ủa em còn máu. Có xe. Ủa thằng nó trên đồi kìa anh ơi. Đến được rồi. Tôi nhà vệ sinh. Ui. Góc này đông quá vậy. Trên em ơi. Chạy đi. Đâu bắn xuống. Ấy mà. Đâu mình xuống tát mà. Có một bên đây đâu nè. Nó quay đẩy đi. Đẩy đi. Thả sai tôi bị kẹt rồi. Nóc tôi từ đây. Dạ bê. Yêu mê trẻ. Là sai đấy. Cây gíp. Ủa rồi. Nay nữa rồi. Cầu em đây. Ôi. Biết là như thế rồi mà cũng đâu có đi được đâu. Nghĩ em thở gấp quá Nghĩa. Không ổn. Thằng bay rồi đó, cái thằng hồi nãy 0.4 của anh Thắng bay rồi đó anh Thắng. Bay rồi nè. 4 người béo là bay rồi. Cút rồi đó.
Nè mà không mẹ công nhận không? Không có thằng nào mà 0.4 mà nó xoáy được phạm mấy pha đó hết thằng quân ạ. Cái pha vừa rồi anh thắng dừng xe hà su làm gì bị nóc với nhỉ, con mà đít xe làm gì à. Hưng này nó non đấy. Thôi à, anh Nghĩa nói đi, anh Nghĩa nói lại anh nghe. Gì vậy? Thì Hưng tuôn được á. Gì vậy? Lỗ rồi. Hơi bị rụt rụt đấy. Nghe, anh không nghe, rõ rồi. Hưng tuôn nó theo này. Trời, coi kìa, nó không bay lúc mà. Gì? Quê 247. Anh Nho, anh bảo em đi lấy cốc nước mà. Trời, nãy giờ không ai nghe hả? Ủa, không ai nghe hả? Vậy, em nghe gì đâu? Được không? Được không? Đông quá. Nghe tự nhiên anh bị lạc quá. Một bàn bia rồi. Thôi xong. Vậy thì em lạc theo anh. Có một thằng bên ngoài nhảy vào anh ơi. Bắn nó đi anh. Lâu vậy. Em cả bình tĩnh mà. Để cứu thắng anh. Cứu bắn em. Nó đang đứng kè của Nam rồi. Đâu? Em chưa có mũ giáp. Còn cầu thang, còn cầu thang. Trái là thấy. Anh ấy nhìn đi, anh nhìn đi. Ra ngoài cát một. Bên phải anh có một. Nó cầm quả gì đấy? Lóc thằng đấy à? Sao lưng bắn. Cho anh bầu qua cái phòng này em ơi. Bò đi. Này nhá. Em đang nhà nhá. Bò ở đây. Ở đâu nữa? Trên nóc, trên nóc. Không, em bị được. Không bò đâu, nó kê rồi. Đừng cứu. Bắt nó. Trên nóc, mình quế trên nóc. Hay quá anh. Còn mấy thằng Hà su nóc chưa có ăn kill đâu. Em chưa ăn kill, em không có máu. Em không có máu nha. Ai kìa, nóc thằng dữ quá nha. Lại cái bàn VR kiếm máu đây. Không có máu ở bàn VR đâu. Có à? Không có. Điểm luôn. Quá, bây giờ mà cho tỉnh đây chiến tiếp. Giờ mà còn không ra? Chạy qua thử xem. Đi ông. Nó con chó nó nhiều mà đi mày. Đâu đâu anh? Kiếm được luôn, kiếm được luôn. Vô đây. Rồi. Ủa, nó đáp quả gì anh ơi? Nó còn tầng 2 rồi. Con
thang nữa đúng không? Ừ. Con thằng nó ngay cái cầu thang á. Ngay cầu thang hiểu không? Ngay cầu thang mà chạy. Ui nó sọt anh ơi. Ủa, em không nghe hả? Em không nghe. Chúng ta một rồi. Tại vì nó có hai cái cầu thang mà. Ý là biết là hai cầu thang nhưng mà sao nó nghe cái bên rồi mà. Tại em nhìn quay đây, em nhìn cái bên rồi nha, em thấy số 3. Từ. Nói cho tem bắn. Cho tem bắn đi. Ô máu trời chơi nó chạy, không hiểu luôn. Dạ. Ôi. Mày đây rồi. Mày cốt rồi, góc đây anh ta đứng rồi. Ủa? Anh vậy là bắn xuống vậy, anh vậy là bắn xuống. Vô rồi, trước mặt anh nè. Để qua nhà bà rồi. Trời, còn ra một. Này, ơi. Rồi. Chết chồng đi. Chết chồng đi. Chết chồng vậy. Đi chậm mày Hưng. Trời ơi, thằng em nó mới nhảy xuống chưa kịp. Đi chậm. Đi đeo mày. Rớt còn đứt vô bàn phím rồi. Không mà anh thắng đẩy ra đó là đúng láo lên đó. Ba cái điều đất cầm sóc mà anh đi anh đám đẩy cái đó luôn á hả? Trời, trận chiến mà tại anh Hưng đi chậm á. Trời. Đi em coi máy anh Hưng, anh Hưng nó chạy hết tốc lực á mà không nhanh bằng tốc độ anh chết. Nó phải đi sau lưng anh chứ. Ừ. Đi đâu? Đi niệm hai vậy. Đi niệm hai thằng luôn đó. Có cục nó cầm tóc nó cháo niệm hai thằng luôn đó. Anh đi rửa tay cái đồ vẽ đứt gọt lên bàn phím rồi. Chắc đang ngợp theo không kịp. Đúng không Hà Xu? Cái gì cơ? Thế em đang ngộp. Không, ngộp cái gì, em ngộp cái gì đâu. Thấy do không có máu rồi. Thôi hoang mang với tim tôi. Bất ổn quá. Thằng đó nó không đẩy ra, cầm thục mà nó không dám đẩy trời. Nó cứ để mình phải đẩy thôi. Trần Vũ nó còn không tin nha đâu anh thắng. Có à, mới nhắn hôm qua xong. Này nó khiêng mắt khiêng đồ vậy đó. Muốn què thì một chân nữa hay sao? Vũ nào, thằng Vũ Khai Ca La hả? Ta là dân chơi rồi. Ờ, thằng Vũ mà em ghét á. À. Best fan của Hưng á. Gì? Vũ gì ghét, thằng Tom gì ghét. Biết thằng Công kêu hồi đó nó ghét thằng Vũ. Tao ghét hai đó lắm, tao ghét thằng Vũ với thằng Việt với lần. Ừ, thằng bố láo. Bố láo thì do mày ghè, nó nói mày đúng mày luôn. Đéo phải, cái cách nói chuyện nó bố láo lắm kìa. Mày ghè nó nói vậy, biết sao vậy. Chịu nhìn nhục mà sống. Đéo mà. Về mình phải đáp trên dư luận mà sống. Đúng không? Đúng không? Thằng điên nổ, với thằng ngàn sáu không giờ nổ trăm ngàn sáu cái gì ngàn sáu cái này bắn ngàn sáu mà nói gì vậy anh sáu mà đây đấy không thể quay tâm mà quay tâm ví dụ để ngàn sáu thì để in trong game là để bao nhiêu mấy cái độ nhặt là để 16 mười mấy rồi đúng không? Rồi ta bán không được này. Quá bốc đồ kiểu bốc nhanh quá được kiểu bốc lộ luôn á. Còn mấy em đeo nga nó đếm này bây giờ thằng chó này. Nó còn chuột cơ. Không phải là để 6 lần bắn nhanh 6 luôn đâu. Chuột mà. Ủa đông quá ha. Thì là em bốc đồ như kiểu bắn 800 thôi. Bắn 800, 400 thôi. Hôm qua là lúc mà cái em quay chuột thì nó lẹ hơn xíu thôi. Nhà bên có, nhà bị có này. Đã đâu? Nhà em, đây trước mặt em này. Đâu
bỏ vô đi, bỏ vô đi. Tao bỏ đi yếu rồi. Rồi, ok, ok. Cứu nó đi, cứu nó đi. Trời, sai niệm thật lẹ vậy. Thôi, nó bót đủ máy bê dính, nó bê dính anh. Đầy máu anh. Quả gì đấy cơ, may quá vừa cứu kịp. Rồi, có cái đáp nào không vậy? Nghe rồi. Ở đâu? Nghe, đầy máu quá. Có một thằng bên đấy đâu anh ơi. Em nhớ có một thôi. Chuyện nó đi. Máu này, máu đây, con cua đây. Đâu? Ai nhiều đặt 7 không? Đặt 7 luôn, đặt 7 luôn. Đây thì em xin ít quá. Em bán này xanh đây. Đi qua giết nó đi. Này chia lại đây. Thôi em bán được 7 luôn, em bán được xanh. Ờ ok. Qua luôn này coi. Bên ngoài cửa. Bắt rồi. Con nào vậy? Có một thôi mà. Hai. Đủ mà anh kêu bằng chị đó, anh kêu mà. Cho anh. Anh kêu bằng chị đó. Ủa? Anh kêu bằng chị mà kêu. Thôi nào nghĩa ơi. Thôi nào nghĩa ơi. Cho bác nè, nó nhảy xuống. Dạ. Nó chắc nó sang kia nó công sao? Có thứ hai này, kho Vũ hai này anh ơi. Vũ hai này. Đâu? Vũ này à, giáp em thấy. Em bảo Vũ. Có chạy qua nhà Lim mày ơi. Gì không có dép sao bắn. Ủa, cười áo đấy. Thấy rồi, đừng bắn vội. Hai thằng. Trời, xong bắn đi. Trời. Hai. Mày đi. Còn hai lần nữa. Mày đi rồi. Nó lia một tim rồi kìa. Nó lia rồi. Đẩy vô này. Vẫn còn. Xin mời anh. Hay quá. Nè, thôi. Mày đi rồi. Hai rồi. Tay yếu. Tay chạy kìa. Mình không dám bắn, tôi sợ bắn mọi người. Thằng yếu của anh á. Đâu rồi, đi rồi. Đi rồi. Đi phơm thôi mọi người ạ. Nó vừa tay phải đây. Cảm giác thật là sung sướng. Ô. Một thằng nữa vậy, sao còn nóc mẹ. Nóc. Ở đâu rồi trời? Em không cho biết. Ôi, có khi nào thằng nữa từ nhà xe chạy qua chưa tới không? Ờ đúng rồi, em nghĩ là thằng đấy chỉ có 3 thằng nó chạy thôi. Nó đang chạy xong rồi thấy em bị bắn. Đúng rồi. Còn thằng nữa. Em đi chắc em đồ hoài vậy. Vậy em đi kiếm đây nãy giờ. Trời. Đi rồi. Em nghĩ em dễ đi lắm. Tiện ăn thằng lấy không? Không có rồi. Trái rồi. Xịt nè. Trời, rớt cả cái đáp rồi, cái thằng này bốc đồ từ từ thôi. Ủa, em cũng lao lên kiếm kill các kiểu chứ bộ. Nhưng mà mọi người liếm hết. À mọi người. Ủa. Mọi người lao lên như thật rồi ấy. Làm sao mà liếm được nữa. Đã xin máu, ít máu nữa cô. Giảm bắn luôn. Không có. Máu này. Xin ít máu nữa. Có một phát. Đi thôi. Căm thằng ạ.
gì mình sao được của em, để đây. Không có gì luôn. Má hừng bốc hết rồi. Má. Chạy bao của anh đó. Anh không có. Không có vùng nào nè. Nước bắn đất thì sao? Nè một nước nè. Trước mặt anh. Ồ. Quá. Rồi. Dạ mà. Quán quá rồi. Bé ta bé đi nè. Rồi, đi cái đường này nó an toàn. Chạy cái đường này nó an toàn chứ. Nó hơi nó. Mọi người xin nhớ đang yêu thương. Con bé này. Trời ơi, đang bắn vô ngoài. Đưa con bé cho tao, đưa. Ra. Kìa đạn. Coi mình leo lên xe niệm này. Đeo... Tẩn. Muốn bắn một kìa lừa chạy. Kìa, cúi cái đầu xuống, người ta đang phải chết. Đấy gặp người là chết rồi đó. Ê, bắn bắn vô máu là xui cái anh Thắng. Bắn vô máu là xui cái. Quá. Trời, ai lại... Không bắn có được. Bắn à. Không được trời. Giấy. Trời. Trời, nó không có bằng nét rồi. Ê, gặp. Cái bên này, anh là gần đi, ra xuống, cho em ra, cho anh để lên. Đúng rồi. Ê, gì vậy? Trời, sao đứng cái góc đó hoài vậy? Ủa? Này, bắt ghê rồi. Gì đâu vậy? Cứu em. Limit, trời ơi, sao mày không cứu trên chứ mà cứu dưới sao? Cứu đi. Xuống cho ai ủa hai xuống nóc luôn hả? Trời ơi, ăn quả lết chặt ngậm luôn. Ủa quả lết đẹp thế. Nóc rồi. Bia. Em sẽ mất trong mắt này cứu đi. Ngưng nóc là nên nờ sao á? Hai rồi. Chạy lên cứu đi. Rồi, đừng cứu nữa. Nghe. Yếu rồi anh ơi, thằng nằm dưới đường nè anh, bên trái. Nằm dưới đường bên trái yếu nè. Đang yếu. Hay anh. Hay quá. Mày đây rồi. Nè, Cố rồi. Xuống phân chết mẹ nó anh. Cứu rồi, có máu. Đây rồi. Cố rồi. Rồi, xong. Xuống dưới. Coi con công viên ngu rồi. Xuống rồi anh. Nằm dưới cầu. Mọi xuống. Đứng giữa đường anh. Bắn chết mẹ. Nãy lại kìa. Cua rồi. Ủa hay coi. Chạm phải xuống. Không kịp rồi, không chạy lên kịp đâu. Hay hả? Chán nhỏ đúng. Ăn quả lết, ngậm luôn mà. Trời, cái góc đó nó quăng lết mà. Em không đâu luôn á trời. Em ăn một viên đấy rồi nên em phải làm để em yêu. Kêu quẹ chứ. Đủ phòng ai đi nhảy hết vậy. Ai chạy cũng chạy à. Đi rồi. Má bế thằng em tôi đi luôn mà. Đó bắn MK luôn nè anh Thắng. MK hả? Ngon vậy. MK hả? Chắc mấy anh form thằng kia vô đầu rồi. Bắn AUG đâu? Ủa? Bắn là bắn AUG không? Có MK thì có AUG.
thì anh thắng rồi. Xe 2 này. Có sao anh đổ chúng được này. Dính nuôi cây đúng không? Ừ. Lấy bát cơm đây. Rất nhanh nhở? Đi đường thẳng à. Trời mang mà tâm nó không lên. Trời ơi, cái thằng thứ cu này nó cứ tấu hài thôi. Ngồi ghế 2 thì mình mở cái cốp lên mình check đi. Trời, không có huy chương một người cày nữa cày dã thú 8.000 một cái. Bao nhiêu? 8 cây dã thú. 8.000 á? 18.000. Ai vậy? Thứ gì vậy? Bây giờ anh thấy tụi nó cày. Mày bị điên hả? Dữ vậy? Làm gì cày 8.000. Mạng. Có nhiều người chơi mấy cái huy chương này thế nào? Mời mọi người ăn nha. Mọi người ăn cơm nha. Trời, khuya vậy? Trời ơi. Đang chơi đói quá, nấu không thức đêm. Đói quá trời luôn. Ăn kia. Ăn cơm. Ai nấu cho ăn ngon vậy? Cơm em nấu buổi tối còn dư. Cơm thì kho tàu. Đặt đồ ơi. Mấy cái kỳ rồi tới. Đâu mà trời gần nhà công rồi. Trời đâu công kêu ngồi. Trời ngồi chung rồi. Rồi. Mời nấu cơm cho công ăn mà. Công đợi không anh? Công. Rồi công ăn vô. Thì sao nghe mic của công nó đâu giọng ra tiếng không nào vậy? Đâu mà. Chết rồi, vậy là đi rồi. Má vậy là cái này sắp có 14 rồi. Đi rồi. Chắc là một đêm quá. Đêm là có 4 rồi đấy. Kêu ngầu gần mà sao cái bộ mic kia yên ngắn mic mày ông nào ồn le lên. Chịu anh. Đi rồi đó.
mà đấy. Chung cư ở Nắng sự nè. Chung cư hay quá. Cái chung cư cho Hà Su ăn kìa. Thôi thoải mái mà em. Ý là em xuống là em ngửa bùa rồi gì, em lên tính nói là thế đâu, đúng không? Đâu, em xuống là em bỏ thìa xuống anh làm sao, em làm gì có bùa đâu mà ngửa. Ủa? Quả đá. Đeo mà đúng nói mà. Vậy thì nói vậy giờ phải trả lời sao cho ngầu trời. Ủa bây giờ anh làm để làm sao để có. Trời ơi. Nói thế là chịu rồi. Quả Thái mới có. Quả Thái có gì không có. Để lấy đất xét. Nhưng mà thường Thái người ta chuyển qua cái kia cơ. Chuyển ra từ không có, từ có bùi thành không có bùi đúng không? Đâu, từ có thành không có chứ. Thì em đang nói thế mà. Chứ anh muốn từ không có thành có. Trời, cái này nó hơi khó đấy. Hơi có khó. Hà Su muốn đấy, có Hà Su muốn đấy. Ủa, thì được, em mà là con trai em bỏ con gái trên đời là phải chết hết. Làm được đây này. Sao gì chú? Có đây này, đây này, nó xuống trước rồi đấy. Nó xuống, nó xuống trước đấy. Nó cao gì đi. Ui, nó xuống rồi. Đeo mà, nó có súng mà anh Đăng ơi. Nó không có súng. Ôi, gì đó kìa. Này á Tháp. Đăng lên. Ma, đấm nhanh để lấy đạn ăn. Thằng đẩy sang. Tư có thằng đẩy sang. Rồi con đang cứu ở trên. Lên nhanh luôn, lên nhanh luôn các bạn ơi. Ờ. Trời, cộng nó nghe nè, cầu thang em. Cầu thang chờ. Cầu thang thằng mặt em. Rồi, lên rồi. À. Tự sát mẹ đi, trời ơi. Trời ơi. Lâu nhỉ. Trời ơi. Có gì ghẻ thế anh ta. Anh còn đạn đâu mà anh phom. Trời ơi. Trời. Ném. anh gặp tính. Lại này, gặp lại này. Trời súng còn nhanh, đâu. Nhanh gặp lại nó này. Mày. Phom nó để lấy súng mà đúng. Hết đạn. Trời ơi. Điên thế nhờ. Chỉ có mẹ phe đó em thấy anh gầy đẹp trong lưng đường đó em bay ra không. Thằng đứa vậy. Cầm đèn chán chết mẹ. Mà này anh bốc hết đạn số gân của nó mà nó đưa 10 viên nữa. Chịu mà chịu rồi. Nó mà bắn anh trước là có khi anh em mình cút sớm rồi đó. anh ngồi im mà, đúng quá anh ngồi im. Ngồi im đi sau lưng thằng cầm số gân. Rồi, như này. Nó phải một đường em hộp nóc. Ừ. Ừ. Ví dụ như cái thằng này nó đang cầm súng gân đúng không? Ừ. Đây ra đây chạy ra đây. Tả tế này. Đây. Đây thằng này súng mặt anh. Nó đang gài đạn súng gân đúng không? Thằng mà bốn cháu đứng đây. Đây anh cầm rồi. Bắt tao dính bồ mày đó. Điều mày. Điều mà gì? Vậy mà nó mút được 30 viên đạn 7 của anh luôn cơ. Đấy mà còn đạn là. Đấy mà anh mút được 60 viên là không chết rồi. Ủa anh Thắng rồi chơi đến sáng về ngủ chưa ra chiều ra tiếp đúng không? Ôi. Rất trâu bò đâu mà. Tự đến chết rồi thật. Tự đến thở oxy luôn. Nghĩa là người tay lắm rồi. Vô. Đây rồi tụi nó nè. 4 thằng đây vô đâu nữa. Cái điếu tụi mày xong rồi. Sao anh đi đủ cao quá em ơi. Dưới này. Tao cút rồi đấy, tao lấy nhà giữa ấy. Em cút lấy nhà giữa. Vô Hà Su, anh mở cửa cho chú. Cảm ơn anh nhá. Nghiệp không? Ok.
mua cái thằng nào mà ý được hết đó. Mở sao lại còn đóng cửa nữa chứ, thiệt tình. 10 điểm 10 mẹ điểm luôn. Cái bên nhà không có không vậy? Còn được anh ơi. Lúc từ rồi chết rồi. Trời, lúc nào vậy chú? Thôi đi rồi. Hay á? Một lạc đá ha. Cái gì mà đù mày? Đâu mày? Mắt này thua ạ. Tầm 1 này 1 máu rồi. Có cứu tao được á. Có lóc à. Nó một thằng đẩy qua đường rồi. Ui. Ui. Không được. Quay cho. Chưa. Nó chưa qua thôi. Thằng bên nhà nó hay. Hay quá. Hay. Chú Hương ơi. Ủa nha, sau lưng qua rồi. Sau lưng nè, sau lưng tới. Cứu đi, cứu đi. Không biết đâu. Bảo lo lại. Rồi ngồi im đây luôn. Rồi cái gì cơ? Một cãi. Không biết sao cứu hai người kia luôn á. Nhanh đi, gì đâu. Đẩy sau lưng lẹ đi rồi chứ. Sau lưng nó 2, nó 3 rồi mà. Đẩy sau lưng nè, đẩy đi. Nó lồm lên rồi, đẩy lên chết mẹ nó. Nhanh lên, còn thằng nữa. Không có máu. Có máu không? Này xong nói. Lẹ đi, anh hấp hối rồi. Đứng như anh rồi. Đếm hô hấp oxy. Anh chờ 4 đây à. 2 vào. Góc xử lý ngu vậy trời. Bỏ thôi. Không biết làm sao luôn á. Đây phải đẩy lên thôi, bỏ hai người kia thôi. Bỏ chắc mà. Cái đẩy sau lưng. Rồi ông này có hai thằng à. Sau lưng hai cứu xong rồi anh. Không, ý là bọn đầu này. Đầu qua mà. Ừ, toàn đầu đó. Có hai thằng à. Đâu
kiến thức khuya vậy? Ủa gì kì vậy? Bay kìa, thức cái gì? Nó đã bay lỗi rồi. Bay cuốn map luôn rồi. Nó vô luôn kìa. Gì cảm ơn. Ôi có một khẩu súng, cảm ơn. Ôi không có súng đâu anh ơi. Mình không đúng anh Thắng. Đây đây, chấm em. Sao vậy? Đây đây, đúng chấm 2. Lia lia tay mày rồi. Cái bạn em này, chấm em này. Sao vậy? Trong nhà có luôn. Đồ đi. Đeo ma nó bắn đầu kìa. Ủa má sao luôn có nữa không Trần? Đông lắm. Ôi em tới giờ á. Vô vô ơi. Đẩy ra sao luôn đẩy, sao luôn đẩy. Chỗ nào nó cũng đẩy. Được rồi, được rồi. Nghe. Ủa, wow, còn đâu rồi? Sao vậy? Trời, bắn được rồi, công. Không. Bắn thằng em cái cửa bên này. Anh vừa quay cái sau lưng đại là em chạy rồi đó anh. Luôn, tao đẩy 4 thằng luôn á. Nhưng mà biết tụi nó đẩy vậy, biết trước nhìn thấy trước có tụi nó đẩy được á. Nên anh bảo rồi mà. Thì ý là em bảo là em quay lại liền nó. Nóc. Rồi nâu luôn. Nó cứu thằng giữa của em nấp đầu rồi sao á. Chết rồi, thằng giữa bị phơm rồi. Ê đi. Đeo nha bị ngay mày. Nóc dở đó. Mày đó mày đó chỉ cần xảy chặt chút xíu là đủ nó cút rồi đó. Anh Thắng. Ờ. Bật lén thế gì chật. Anh cười khơi lắm anh nhỉ. Thân rồi. Chào anh. Lưu tới lại đi chị. Anh còn coi luôn rồi, trời thức trâu vậy. Trời. Vô like hay su coi kìa. Hay su like ở đâu vậy? Đi bộ. Ở gì anh coi like hay su đi. Bị đi like. Mày em trắng. Giờ Nghĩa nó kêu là thích coi like của em mới được không? Được. Dám không được. Ai biết đâu. Ngắt kết nối chưa? Ai biết đâu. Ghê rồi đó chú. Thầy ẩu rồi mê. Cái này này, cắt nối, ngắt cái nối nè. Coi này, coi nè. Ngắt cái nối nè.
Vâng rồi. Điều mà Điều mà nhớ vụ ấy anh thằng kêu vụ vô chân mày. Rồi chắc vài bữa cưới giờ hả? Tụi mày cưới rồi. Nó quen đi đâu? Cái đồ nó đang ở chung với con nhỏ nào sao á? Nó ở với nhỏ nó là tóc đỏ. Không nhưng bữa quen con tin con cạc đi thằng lâu một giày. Gì vậy? Sao con biết con nhỏ có vậy? Ai? Bật like lên cho thằng Nghĩa coi kìa. Rậu. Kìa, máu hậu. Trời. Anh công gì đóng cái nitro cho room này like cho nó mượt mè coi chứ. Đóng nitro xong rồi sau phải đóng lại tiếp à? Ừ. Ê là ví dụ ta đóng rồi, đợt sau tới thằng nào? Tới anh thắng. Trời. Trời. Khi nào tới em? Rồi khi nào tới mày? Rồi đợt sau tới em. Không em phải trước đi. Ừ, thế mày trước đi, đi phải tao hứa mày không? Mày đi trước là tao mà không đi theo tầm chó luôn. Hứa mày. Không đúng. Anh thắng đi trước anh. Đi trước. Anh thắng đi trước người mở mày. Trước đi, trả xuôi đi trước đi. Ủa, cho sẽ trả xuôi trước đi. Ừ. Hay xuôi đi trước anh. Anh Nghĩa kìa, anh Nghĩa đi trước. Nghĩa lấy một cái đi chơi. Anh đi nitro 1 tháng 3 triệu 4. Trời. Cái gì? Cái gì? Đâu? Năm 30 năm 3 triệu 4. Quế rỉ 30 tháng. Gì? 30 tháng hả? Trời, 2 năm. Hơn 2 năm. Như vậy là quế rỉ 2 năm rưỡi. Công gì tốc độ. Đâu mà 20 năm cho cái con người mày 76 nó tiếc nuối. Theo má giọng cười của mày. Cháu kêu à? Con người nó tiếc núi không có nói. Ông bầu bảy sáu kêu à? Giờ con hưng cun là không có tao. Á đồ ghê thế. Vô đây. Ôi, này. Đẹp quá. Con nhạ. Đầu đầu. Đầu kem chứng tỏ này bắn hay ra nè. Cái gì? Đéo có súng luôn. Chết rồi, thằng bên đây này. Câu bên đây này câu. Nghe nè. What the fuck, bớt đi con chết. Bốn viên sọt nhưng mà thằng đi xa chết mẹ. Trời, bớt vậy không chết kìa. Đù sâu duyên, nó sâu duyên không chết trời. Đù đây bắn như con bót mày sao đây. Xem. Chứ làm gì vậy. Cút quá vậy. Ủa sao em cứ lát mà đình game không nhở? Thôi tắt like anh thòn hơn. Mẹ lắc. Ủa em cứ lát mà đình game thôi à? Kêu anh thắng like rồi anh thắng like. Ủa máy của mày bao nhiêu mà like lát? Hả? Không đâu có like được. Tụi biết rồi. Đợi tao like thử, tao like. Đợi tí em thoát tên và lại nha. Lát. Ok.
Trời, cái quần què gì đây? Đây thôi. Ủa mà bé đi đâu mà lâu lắm vậy? Vô kìa Levi. Raka. Chị tin chuyên TPP. Bác kìa TPP ạ. Đủ má lại tao lại có 100 em bé rồi mày ơi. Thôi tắt ngay công à, anh lên đi mộ coi được. Đâu có đâu, coi coi được mà, em like được mà. 100 FPS là ok rồi đó. Sao? Không sao đâu, tí đừng có bảo là FPS cao quá nha. Càng càng cao càng thích mà. FPS càng cao càng thích. Ờ đúng rồi, quên, FPS thằng Pink. Được lên 100, lên được 144 rồi nè. Em chịu được. Đang em bay xuống khu đông người nó thấy mắt mắt để bay xuống cái khu đông người thì nó còn bao nhiêu FPS thì biết. Bây giờ đang trên máy bay em FPS bao nhiêu? 44 anh. Em để em mắt FPS có 144 à. Tao không bỏ giới hạn đi. Tại không, tại màn 144 mà. 4 liên quan. Thì anh tưởng không biết là không giới hạn được không? Tại càng này cũng đâu có khỏe đâu. Để không giới hạn, cứ nó cứ hiện lên thôi à. Nó hiện mắt bơm à. Khó nha. Đông quá. Đông quá. Nó ngu hay là em ngu vậy? Bốn tay mình phải kìa. Tầng 2 được mày... sao? Tầng 2 được đó. Được. Gì vậy? Iron Man. Thằng vô, hai thằng vô thôi. Cái gì vậy? What the fuck, mất ngu kìa. Mẹ mở 24 lên liền à? Về đây ra. Tôi cầm súng đó. Có mũ giáp vô. Không ai nhìn cầu thang với em à? Một mình em sợ công hai thằng lên em không công. Sao đâu? Đây bên em bên em. Hai thằng này. Ơi cho em máu. Hà su kìa. Thằng. Gì vậy? Cho máu. Trời. Nên là đây này, lên lên này. Trên mình à. Bắn em ngầu kia, ngầu nấp kia đừng có làm gì hết á. Ồ. Còn cương. Mình à, bên không có dép rồi, có dép không? Không. Không, không có dép rồi. Có một rồi. Hai cộng một. Để em cầm sọt em đi trước nè. Yếu rồi. Ngoài bắn anh, xảy xuống đi, bên phải. Ngoài bắn anh. Ủa hai thằng luôn hả? Tít 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 tít
cưới trên đầu tương đừng lăn nói rồi ăn trên đầu con mà bắn nhau rồi ma sao nó đem nhảy cửa ông được ta em đang bắn thằng bên ngoài ok mèo mèo non đủ mấy có ra đâu đúng anh bị thằng ngoài bắn nóc ấy ủa sao cái màu lạ thế chết mẹ tôi mẹ diễn như diễn. Đeo ma vào đó nhảy đeo cái đeo nhảy cửa được ạ, à, nhảy to bẹt dưới luôn. Cho mày ghê. Im. Đứa trên bắn súng được mà. Đó, ý là em không có đi sát quá ấy không được anh ạ. À. Ướng bắn không được. Nhảy cửa bắn được mà em nhảy sao to bẹt dưới luôn ạ. À. Kêu Weston nét máy luôn. Đúng nào. Em đang tập trung mà. Trời ơi, quân bay hay áo trình. Có một team này, một team thôi. Vâng, quân này. Nó cướp mình này, nó cướp mình. Lấy được. Vô kìa. Lấy tao ngộ mà. Lấy súng đi anh. Nó có súng. Đâu? Nó nhảy xuống rồi. Có một à? Này, có một mà. Còn nha, nhưng không biết ở nhà nào. Hay quá. Con thằng bên đây, thắng. Còn một lồng máy. Cho em xin khẩu VDS được không? Được, anh đang cầm này. Nóc nhà này. Thằng nào, thằng Levit không? Chứ ngoài anh thắng không? Trời ơi. Mày tao cứu mày mà mày nói gì vậy? Tự anh thắng nha. Bé ở dưới kìa. Bé ở dưới xanh nè. Dưới nhặt kìa. Dạ em xin. Ủa nhặt luôn đạn hả? Máu nè, máu nè Hưng Quân ơi. Máu 2.2 trên này luôn nè. Máu trên này quá trời luôn nè, mấy chục. Ơ hết người chưa? Chưa. Còn máu nè Hưng Quân. Quân, cho cục. Nước ơi. Không có nước. Còn. Lê chứ gì trời. Chưa. Nãy vừa anh vừa bắn nốc nhà thằng này, nhà này nè. Nó đâu? Biết. Không hốt gì hết đâu. Cứu à, ngồi im quá vậy. Ủa, form rồi bà. Form. Vậy là nó đâu có cứu đâu. Nào bắn AK Silent kìa. Đó, bạn anh á. Ủa bao nhiêu nhà anh không lúc anh chạy qua nhà em đùa quá đã.
Dạ, lúc chung cho nó an toàn. Sao em bị bế? Ủa à, cảm ơn nha. Nhưng nhà này đâu có lóc đâu. Lóc dưới tầng 1 nó chưa lút mà. Bây giờ tôi thích lút đây á, làm gì? Ờ, có ai hết, anh giữ luôn đi. Ờ, à, kìa, chung. Nói thế. Ủa? Nói vậy, ai dám lút chung với em đâu. Kìa. Thì em nhường để cho anh lút rồi nữa. Ôi. Em chắc nhà đấy là ôi, an toàn rồi, em mới nhường cho anh đó. Ok nhá. Đoạn 9 nhà vệ sinh. Dạ. Tầng 2. Ủa, đã qua rồi. Tầng 2 này. Tầng 2 xin chút nhà đảo đường. Nó ngồi kem kìa. Ôi, em đốc ở trên đúng không? Ngồi cứu rồi. Leo vô đi, búp flash cho. Bóp rồi. Rồi, búp rồi. Trời, búp em nhảy. Ồ, nó lọt qua kia, cứu xong rồi. Còn bên kia. Cái mặt này, nghe chưa? Tầng 1 đằng sau á. Tầng 2 bên kia. Mấy đoán 2 bom. Này. Đi luôn anh ơi, cứu luôn. Ông ơi, mít của mày Hương ơi. Bom. Kêu luôn. Bên kia có nha, vừa lấy bắn đấy. Nguyên tôi hốc. Hồ bao. Bóng rổ, xong bóng rổ chứ. Kêu bắn khèm. Hồ bơi hả? Không nghe thấy phút này. Cái gì đâu, chắc nó ngủ im hay sao á. Em không nghe thấy phút. Ủa, sao bắt bóng kìa? Biết. À, do hốc có nha, do hốc nó vừa định đẩy sao á. Vẫn còn mày, đây form nóc mày. Nghe nó bò ra cho anh form rồi. Nó bò ra cho anh form thì đồng đội nó đây ở đâu? Đây là... À, đâu ở đây? Điếu mẹ luôn. Qua đó hốc ơi. Đó hốc vừa có bắn ở tầm này nè. Chắc vừa bắn xong. Thế mình chả làm cái gì luôn đấy, đi theo sau không à? Thực tình. Ê, gốc cây. Chào anh. Đeo mà. Chịu ơi. Vừa nói rõ mà, trời ơi, là đang ngồi đấy rồi. Chịu luôn rồi. Gần nè, chấm. 4 gần. Gốc cây, chấm 4 anh. Đằng 2 mà bắn. Có thằng chấm 4 rồi, bắt thằng chấm 4 đi. Ra cái rìa này nè, ra cái cửa này nè. Bắn, chấm. Rồi, ra form lộ luôn. Đi form chiếc cổ đi Hương ơi. Form đi. Đồ đứng chắc à. Chạy chờ quá. Chạy đi, lại đi bạn. Chạy đi bạn. Đứng gì vậy đó. Má, mình ngồi đâu nó. Chết. Mày không cút thì tao cũng cho mày cút rồi. Khỏi năm mày. Đôi kìa. Mày giỡn mặt. Úi giời. Ui xa. Có bên trái nó đang chạy không? Chạy xuống kìa. Gì đâu. Bạn mày nó cút rồi. Máy tạm. Thế sao kìa nghe không?
tiếp mày nhá đi. Còn cái nón hai ở dưới hồ bơi. Quên bóng đỏ. Không có gì mà phải nông nao á. Đi lút đầy máu rồi, tôi quay lại tao bắn mày tiếp, với mày tiếp. Đeo cái món hư và bánh mồm kiểu chết. Đi đi, đẩy đi. Ngu đi, gốc cây gà, gốc cây trái. Một đỏ rồi. Dém mò. Không có nèo, dém mò đó. Đẩy phải đi em ơi, đẩy nhà vệ sinh qua. Máu rồi, còn máu thì cũng đẩy rồi. Ra sát bồ đầy á. Tay anh nặng quá. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ác, 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 ác chiến á. Nó đẩy luôn. Trên đồi mới có thằng nhìn. Kìa cái nào kìa. Để quăng đây chết à? Ê, kê thẳng, kê thẳng, kê thẳng. Kê lối vô mày. Ừ. Mới bị táp. Đây là mặt trước rồi. Leo ra, leo ra, leo ra, leo ra, nó không biết không? Ôi gần. Chán mấy thằng này cơ. Mặt cơ. Bị táp rồi. Trời ơi, cái đéo mẹ nó biết nó đứng chắc đường rồi. Biết nhưng không làm gì được. Biết nó đứng chắc đường nhưng mà không có đón được nó đứng ở đâu.